Giữa cuộc chuyển giao không mong đợi vào giữa mùa giải, Manchester United phải hành quân đến sân vận động Stamford Bridge của Chelsea hùng mạnh. Liệu có cơ hội nào cho huấn luyện viên tạm thời Michael Carrick tạo ra bất ngờ để chào đón Ralf Rangnick, người được kỳ vọng sẽ hồi sinh quỷ đỏ trong những tháng năm tiếp theo? Câu trả lời là có, dù rất nhỏ. Manchester United đang đi lại con đường của Chelsea ở mùa giải trước. Họ bạo chi trong mùa hè, khởi đầu không tệ trước khi lao dốc không phanh và buộc phải sa thải huấn luyện viên, người vốn là huyền thoại của câu lạc bộ. Manchester United chạm đáy nhanh hơn và Ole Gunnar Solskjaer phải ra đi sớm hơn Frank Lampard một tháng. Và trong nỗ lực vực dậy đội bóng, họ cũng đặt niềm tin vào một huấn luyện viên người Đức. Chelsea đã thành công với Thomas Tuchel và Manchester United kỳ vọng họ sẽ hồi sinh cùng Ralf Rangnick. Tuy nhiên, kỳ vọng của Manchester United có trở thành hiện thực hay không, chỉ có thời gian mới biết câu trả lời. Ở thời điểm hiện tại, Manchester United vẫn phải đặt niềm tin vào huấn luyện viên tạm thời Michael Carrick. Sau tất cả những gì đã xảy ra, trận đấu với Chelsea và Thomas Tuchel dường như quá khó cho một huấn luyện viên học việc như Carrick. Độ vênh trình độ giữa hai đội bóng thể hiện rất rõ trên bảng xếp hạng. Chelsea dẫn đầu bảng với 29 điểm, ghi 30 bàn thắng và chỉ thủng lưới 4 bàn. Trong khi đó, Manchester United đứng thứ 8 với vỏn vẹn 17 điểm và hiệu số bàn thắng thua âm, ghi 20 bàn nhưng thủng lưới 21 bàn. Khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và Manchester United là tổ chức đội hình và chiến thuật. Hệ thống 3-4-3 dưới bàn tay Thomas Tuchel trở nên biến hóa khó lường. The Blue không chỉ phòng thủ siêu chắc chắn mà còn có khả năng tạo sức ép khiến đối thủ mắc sai lầm. Ngược lại, Manchester United vẫn loay hoay với 4-2-3-1 và dàn ngôi sao xuống phong độ thê thảm. Nếu như Chelsea có hàng hậu vệ ghi bàn nhiều nhất ngoại hạng Anh, thì Manchester United có hậu vệ mắc sai lầm cá nhân nhiều nhất giải. Đó chính là hình ảnh tương phản rõ nét nhất, phản ánh chính xác những gì hai đội bóng đang có trước trận đại chiến đêm nay. Mặc dù vậy, không ai có thể nói trước điều gì khi trái bóng còn chưa lăn. Hồi giữa tuần, Michael Carrick cũng bị đánh giá là không có cửa thắng khi đấu đầu với Unai Emery dày dặn kinh nghiệm. Kết quả, huấn luyện viên 40 tuổi người Anh đã có những điều chỉnh vừa đủ để quỷ đỏ đánh bại Villarreal 2-0, qua đó chính thức giành ngôi đầu bảng F trước một trận đấu. Trong mắt những kẻ si tình Manchester United, Carrick đã bộc lộ tố chất đầy tiềm năng của một huấn luyện viên hàng đầu trong tương lai. Cựu tiền vệ này chưa có kinh nghiệm thực chiến, nhưng anh làm cầu thủ đủ lâu để biết cách đối phó với khủng hoảng ở thời điểm nhạy cảm. Cá tính trầm lặng nhưng tinh tế của Carrick cũng là một điểm cộng. Ngay sau khi phải lãnh trách nhiệm thay thế Solskjaer, Carrick đã nói chuyện với từng cầu thủ và tái tạo bầu không khí tích cực trong phòng thay đồ của Manchester United. Carrick mang đến sự tin cậy tuyệt đối, bởi lẽ anh luôn dồn hết sự chú ý vào người đối diện trong các cuộc hội thoại. Một nhân viên tại Old Trafford tiết lộ, Carrick không bao giờ nghe điện thoại trong giờ làm việc. Anh ấy rất tập trung, anh ấy chuẩn bị tỉ mỉ cho trận đấu. Bên ngoài, Carrick cũng thoải mái một cách đáng kinh ngạc khi đối diện với truyền thông. Anh luôn giữ khuôn mặt không buồn, không vui trong những ngày qua, thể hiện rõ sự tôn trọng cho người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer cũng như cho cả câu lạc bộ. Nhưng đó chỉ là những yếu tố rất nhỏ từ Carrick. Tại sân Ens Madrigal chật hẹp, Carrick đã đứng hết 90 phút để chỉ đạo các học trò. Anh kiên định và từ chối làm những hành động có phần bế tắc, bạc nhược như Solskjaer. Đối đầu với Unai Emery, tràn đầy năng lượng và có phần hung hãn, Carrick giữ được sự điềm tĩnh nhưng không e sợ. Nhiều người đã cảm thấy thất vọng với hiệp một tẻ nhạt mà Manchester United trình diễn trước Villarreal. Họ đã kỳ vọng Carrick sẽ tạo ra sự thay đổi lớn và ngay lập tức. Thực tế, huấn luyện viên người Anh đã đúng và cho thấy sự khôn ngoan của mình khi yêu cầu các học trò nhập cuộc chậm chạp. Đừng quên, Carrick đã có quyết định dũng cảm khi cất Bruno Fernandes trên ghế dự bị và sử dụng Van de Beek ngay từ đầu. Người hâm mộ Manchester United đã kêu gọi sự công bằng cho Van de Beek từ lâu. Họ biết trước tiền vệ người Hà Lan sẽ được đá chính. Thế nhưng, có nằm mơ họ cũng không ngờ Carrick lại gạch tên Fernandes và triệu hồi Fred, người vốn bị Solskjaer loại bỏ theo yêu cầu của đám đông. Carrick giải thích sau trận đấu: "Khi bạn phải trải qua hoàn cảnh của chúng tôi trong những tuần gần đây, sẽ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chúng tôi đến sân Villarreal, tung ra đội hình giàu sức tấn công và thi đấu phóng khoáng. Villarreal là đội bóng giàu chất lượng, họ luôn theo sát bạn và bịt kín các khoảng trống trên sân. Tôi có cảm giác rằng đây sẽ là trận đấu chặt chẽ. Tôi đã nói rõ với các cầu thủ từ trước trận, ai có mặt trong đội hình xuất phát là điều rất quan trọng, nhưng ai ở trên sân trong những phút cuối trận và cách chúng tôi kết thúc trận đấu cũng quan trọng không kém. Chúng tôi phải tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau thật tốt khi kế hoạch diễn ra đúng hướng," Carrick nói thêm. Chỉ bằng một vài câu nói, Carrick đã thể hiện anh là một huấn luyện viên có tư duy làm việc tốt
là người có khả năng lên kế hoạch cụ thể cho một trận đấu và đưa ra điều chỉnh đúng lúc. Sau hiệp 1 tẻ nhạt, Manchester United đã chơi khởi sắc trông thấy, đặc biệt khi Marco Rashford và Fernandes vào sân thay Martial và Van de Beek từ phút 65. Còn quá sớm để khẳng định điều gì, nhưng Carrick cho thấy anh là mẫu huấn luyện viên biết mình phải làm gì. Điều đó hoàn toàn trái ngược với Solskjaer, người thường xuyên bị chỉ trích vì những pha thay người không giống ai. Chỉ cần đánh giá thoáng qua như thế cũng thấy Carrick giàu tiềm năng đến thế nào. Thế nhưng, anh sau cùng vẫn là một trợ lý, một huấn luyện viên tập sự. Mùa giải vẫn còn rất dài và Manchester United không thể mạo hiểm trao quyền cho Carrick ngay lập tức. Trận đấu trí với Thomas Tuchel đêm nay có thể khiến Carrick bộc lộ sự non nớt đó. Bạn không cần phải là chuyên gia bóng đá để nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa Manchester United và Chelsea lúc này. Ngay cả niềm tin có lẽ cũng không thể giúp Quỷ Đỏ giành điểm tại Stamford Bridge, đặc biệt khi họ tiếp tục mất một loạt ngôi sao vì chấn thương và thẻ phạt. Vì vậy, bất chấp kết quả với Chelsea ra sao, Quỷ Đỏ đã sớm tìm đến Ralf Rangnick, người được gọi là bố già của bóng đá Đức. Vị chiến lược gia 63 tuổi này đang phiêu lưu tại nước Nga, vốn là thầy của Tuchel, một người thầy đúng nghĩa. Khi Rangnick dẫn dắt năm 1986, Tuchel là cầu thủ của ông. Khi Tuchel giải nghĩa sống vì chấn thương và định từ bỏ hoàn toàn bóng đá, chính Ralf Rangnick là người níu kéo ông và trao cho ông cơ hội làm việc ở đội U15. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên của đối thủ kình địch Liverpool, Jurgen Klopp, cũng phải dùng những lời có cánh để mô tả Rangnick. Không có tình thầy trò, nhưng Klopp chưa bao giờ giấu giếm việc ông chịu ảnh hưởng từ Rangnick, đặc biệt trong việc phát triển phong cách bóng đá Jürgen Pressing. Vấn đề nằm ở chỗ, Rangnick không thường xuyên trực tiếp điều binh khiển tướng trong những năm qua. Kể từ khi chia tay Schalke 04 vào năm 2011, huấn luyện viên này chỉ có 2 mùa giải cầm quân tại Leipzig. Trong 8 năm còn lại, ông giữ vai trò quản lý chung với chức danh giám đốc bóng đá. Đó là điểm lo ngại, nhưng cũng là niềm hy vọng lớn nhất của Manchester United hiện tại. Bởi lẽ, sau 6 tháng huấn luyện viên tạm quyền, Rangnick sẽ bước về hậu trường làm cố vấn cấp cao cho câu lạc bộ. Sau 8 năm lạc đường thời hậu Alex Ferguson, Manchester United cuối cùng cũng có được nhà quản lý và mô hình quản lý hợp thời. Nhiều người tin rằng bộ máy quản lý yếu kém của Quỷ Đỏ mới chính là lý do khiến họ sa sút và loay hoay dưới vũng lầy như hiện nay. Với giáo sư Rangnick, vấn đề này có thể được giải quyết triệt để trong 2 năm tới.